Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái công nghệ rất là nổi tiếng của thương hiệu của Đài Loan. Một cái hệ thống máy chà nhám với model là Oditex và M3T. Chúng ta có thể chà được rất là nhiều loại. Chúng ta được chà được là veneer nè, chà sơn nè, chà nhám sơn nè và chà solid wood. Và chúng ta có thể chà ra một cái sản phẩm giả cổ như thế này. Thì những cái sản phẩm như thế này trước đây thì chúng ta phải sử dụng một cái loại máy là máy cưa lọng. Ta phải ra làm từng cái miếng giả cổ như thế này. Nhưng mà hiện nay thì công nghệ đã thay đổi và chúng ta chỉ cần sử dụng một cái máy chà nhám, gắn giấy nhám vào thì chúng ta sẽ ra được những cái đường vân giả cổ như cái sản phẩm trên tay tôi đang cầm. Một cái máy chà nhám là đến từ Đài Loan với thương hiệu là Chilung. Và riêng cái máy này thì máy được thiết kế sử dụng những cái phím để mà đè cái trục nhám xuống. Và những cái trục nhám đó thì sẽ có là 21 cái thanh piano, nó có từng phím một. Và đặc biệt hơn, cái máy này là nó hệ thống khống chế bằng điện, cho nên là 82 con sensor nằm trong cái hệ thống điện. Khi mà sản phẩm ta qua thì ta sẽ được cái máy scan qua cái sản phẩm. Ví dụ như bề mặt của chúng ta mà lòi lõm hoặc là veneer, chúng ta ép lên xong rồi thì nó sẽ có những cái nó bị cong vênh hoặc là những cái chỗ và nó sẽ là dày lên 2 ly và 0.2, và có thể những chỗ đó là 0.25 chẳng hạn, thì ta muốn lấy một cái mặt phẳng để cho bằng là 0.2 mm thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái máy chà nhám piano. Mời quý vị theo tôi sẽ giới thiệu thêm về cái chức năng của cái hệ thống điện. Đây là một cái màn hình máy tính được thu nhỏ. Thì trên màn hình này chúng ta sẽ có nhiều cái trục. Chẳng hạn như hiện nay cái máy tôi giới thiệu đến quý vị có 3 trục. Mời quý vị xem cấu tạo của máy. Mời quý vị xem ở trong trong đây thì ta có 82 cái sensor. Thì 82 cái sensor này khi sản phẩm đi qua sẽ được đọc kỹ những cái sản phẩm nào nó sẽ bị nhô lên và ta muốn loại bỏ đi, thì 82 sensor này có nhiệm vụ giống như scan vậy. Sau đó qua một cái trục này. Trục này thì trong cái trục của cái bộ phận này thì ta sẽ có những cái phím piano. Đây, những cái bàn phím piano một dọc thì nó sẽ có 21 phím. Thì mỗi lần hai cái scan sẽ khống chế một cái piano, và cái việc mà khống chế này là sử dụng bằng điện, cho nên là nó rất là dễ thao tác và ra một cái hiệu suất nó rất là tốt. Và nó có hai cái bell, một cái bell nỉ và một cái bell nhám. Thì cái bell nỉ này nó sẽ bọc phía trong của bell nhám, nó để mỗi lần mà những cái phím piano khi mà qua cái sản phẩm đi chạy vào đây thì cái phím đó sẽ loại bỏ bề mặt mà nó bị lồi lên trên. Và đây là trục thứ hai. Và trục thứ ba, trục thứ ba cũng thế. Mời quý vị xem cái hệ thống điện. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị cái hệ thống điện của máy chà nhám piano này. Hệ thống điện của thương hiệu Chilung, sử dụng những cái thương hiệu nổi tiếng và ổn định, chẳng hạn như BOC, hệ thống BOC thì sử dụng Mitsubishi, và khởi động từ sử dụng của Schilling và Schneider. Đó là sơ qua về cái hệ thống điện của cái máy chà nhám này. Đặc biệt riêng cái máy chà nhám này thì sử dụng một cái loại motor độ bền gấp 4 lần so với motor thường, rất là tiết kiệm điện nha quý vị. Đây là khái quát về cái hệ thống điện của cái máy này. Sau đây mời quý vị xem thao tác máy. Hiện nay chúng tôi sẽ đo cái kích thước của ván. Kích thước của ván này là 5 mm. Mời quý vị xem 5 mm. 5 mm. Đây. Sau đây thì tôi sẽ điều chỉnh cái kích thước cho nó đúng theo những cái gì mà ta cần là 5 mm. Ta bấm 5. Ok. Rồi. 5 mm. Sau đó ta bấm Enter. Thì mặt bàn sẽ tự động sẽ lên đúng cái vị trí 5. Và sau đây tôi sẽ thao tác máy cho quý vị xem.
trong quá trình mà ta thao tác máy thì ở trên đây quý vị có thấy là cái màn hình của chúng tôi. Mời quý vị xem, phôi sẽ tự động cuốn vào. Và khi mà chúng ta muốn xem coi cái hệ thống này nó scan làm như thế này thì ta có thể mở lên. Ta sẽ coi từng cái nút piano sẽ chạm và trà ra cái sản phẩm của chúng ta. Mời quý vị xem. Mời quý vị xem coi thực tế. Phôi chạy. Mời quý vị xem cái sản phẩm mới vừa thao tác máy xong, nhìn rất là đẹp. Veneer độ dày 0.2mm và độ dày của ván là chỉ có 5 ly thôi, cho nên là rất là tuyệt đối. Chỉ sử dụng máy piano là ra sản phẩm rất là tuyệt đối, rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hy vọng là những cái thông tin trên sẽ giúp quý vị chọn được những cái thiết bị mà đúng theo nhu cầu của quý vị. Thay mặt cho ban chấp hành Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương và cũng như ban truyền thông và ban công nghệ, kính chúc quý vị hội viên được nhiều sức khỏe và luôn gặp được nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị.